chúng ta bàn về cái định vị chiến lược như nãy tôi nói từ đầu đó. Thì muốn mà định vị như nó đúng á, thì nói một cái câu thôi, chúng ta phải hiểu mình và hiểu người, hiểu cái thế giới này vận hành như thế nào, để rồi chúng ta mới định vô cho nó trúng. Biết người biết ta, để biết người biết ta. Nói câu rất ngắn nhưng mà cái này không phải ai cũng hiểu đủ. Thì tôi đề nghị là đến lúc là chúng ta phải đánh giá lại cái vốn liếng, cái chiến lược của mình là gì, từ hữu hình là gì, là vô hình là gì. Trong cái hữu hình thì có những cái kỳ quan, từ cái những cái kỳ quan cho đến những cái gọi là di sản của thế giới, từ phi vật thể tới vật thể rồi đó, mình cũng phải đánh giá để mình gói vô lại những cái gói để trình bày, để giới thiệu thế giới trong cái công nền công nghiệp du lịch chẳng hạn. Ví dụ thì này thì nên được xem xét là ở giống là địa lịch sử nè, địa văn hóa nè, địa kinh tế nè, địa chính trị. Trên những cái xu hướng vận động đó thì chúng ta phải tính toán. Còn riêng là nãy mình nói về nông nghiệp ấy, thì tôi nói nó, nhắc lại là nó là một trong những trụ cột then chốt mà khởi đầu Việt Nam bắt đầu phải vô, để có thể nói rằng là đem ra thịnh vượng và tụ những cái nguồn lực để minh chứng những cái mô hình mà Việt Nam có thể gửi đi thông điệp thế giới. Dù bắt đầu làm bất cứ trong cái định vị nào thì nông nghiệp nó vẫn dán dấp nó đó. Vâng, chỉ vậy thôi.